Rồi ok, hello game và chào game đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục, hôm nay sẽ là chương trình phá đảo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với bản 141 với con game này. Và nghe hình như là con game có 185 level đúng không? Mình nhớ là như vậy. Nói chung là dù nó có là 185, 200, 300 thì hôm nay chúng ta sẽ phá đảo con game này anh em ạ. Và sau khi phá đảo xong thì mình sẽ trở thành học sinh giỏi. Mình sẽ trở thành học sinh giỏi đấy. Cho nên là khá là hào hứng nhá. Kiểu tập hôm nay tự nhiên có cái cảm giác là mình sẽ đạt được một cái thành tích gì đó mà kiểu trong đời mình chưa giờ đạt được. Mặc dù chỉ là phá đảo con game thôi, nhưng mà cảm giác như mình cũng giỏi lên được một tí rồi. Ok. Bàn 141 này. Đừng lật hòn đá ra, đằng sau có những thứ khủng khiếp. Lật ngược lại này à? Mình phải quay ngược lại đây không? Hay là phải lật cái này? Mình phải lật nhanh đúng không? Không được à? Đằng sau có những thứ khủng khiếp, đừng lật hòn đá ra. Nếu như mình không lật thì mình có thể di chuyển nó được không? Thu nhỏ, zoom to. Thu nhỏ, zoom to. Đập. Đập cho nó vỡ. Không được rồi. Từ nãy đến giờ là cảm giác như là mình đã làm đủ mọi cách để mà lật cái hòn đá hay là để di chuyển hòn đá nhưng mà không thành công anh em ạ. Kiểu như liệu là chúng ta có thể Ôi, con game này nó nâng lên một cái tầm đỉnh cao đấy, nó khá là thực tế anh em. Một hòn đá thì chúng ta sẽ không thể nào dùng một ngón được, hai ngón cũng không, mà phải là ba. Không biết là bốn ngón có nâng được hay không, nhưng mà mình phải dùng nhiều hơn hai ngón nhá. Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ, hòn đá nó rất là nặng mà đúng không? Và mình nhớ là sau khi mà lật ra thì hình như là có một cục xít ở bên trong. Chỉ là một cục xít thôi. À, lại là trò đếm hình tam giác anh em ạ. Ok, trò này thì chắc là chúng ta sẽ cần khá là nhiều thời gian đây. Tại vì cái hình tam giác này, cái hình ngôi sao này nó có rất là nhiều. Đầu tiên, chúng ta sẽ đếm những hình lẻ. Sau đó là những hình tam giác được kết hợp bởi 2. Và sau đó là 3, ok. 2000 years later. Ok, và sau một hồi đếm thì có vẻ như đáp án là 30, xem đúng nhá. Sai rồi. Ôi, cay thế nhở. Từ nãy đến giờ mình ngồi mình đếm cái hình này. Đây, mình đếm cái hình cái hình ngôi sao này là có 30 hình. Mình bảo cảm giác nó cứ chôn chôn mình thì níu nào. Thế là mình động vào cái hình này. Thế là hóa ra không phải 30 hình đâu mà là 1 này, 1 này, 2 3, 4, 5 6 7. Có vẻ như là chỉ có 7 hình thôi anh em ơi. Vẻ đúng là 7 không? Ui, cay thế nhở. Này, con game này nhá, nó thật đấy, có những cái câu mà nó cực kỳ đơn giản, nhưng mà có những câu cực kỳ đơn giản nhưng nó lại rất là chôn. Thế nên nó lại thành câu khó anh em ạ. Ui, bực thế nhở. Quả đấy mà mình không động vào là chắc chắn mình sẽ ngồi đếm đi đếm lại phải mất cả tiếng. Nhưng mà may đấy nhá, may mà mình đã kiểu kiểm tra đấy chứ không thì vỡ mõm. 143 này. Mèo câu. Muốn câu cá thì phải có run chứ. Muốn câu được cá chắc chắn nó phải có rung rồi anh em ạ. Một tay giữ con mèo, một tay giật cần của nó không? Không được rồi. Bây giờ câu chuyện là phải làm thế nào để móc được con run này vào. Mình không biết là làm cách nào, nhưng mình chắc chắn là muốn câu được cá là phải có run, phải có mồi. Con game này nó khá là thực tế. Anh em nhớ cái thể loại mà ru em ngủ không? Đấy, chúng ta phải ru thật sự. Và bây giờ câu cá cũng phải như vậy. Thử nhá, thử hành động câu cá này. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái điện thoại này là cái cần câu nhá. Ui, thật sự luôn em. Rồi, bây giờ phải móc run vào. À, được rồi. Phát hai này. Được. Anh em thấy không? Nhớ nhá, ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng IQ ra để giải những cái câu đố mà nó hack não trong này, thì anh em hãy nhớ là áp dụng cả thực tế vào nhá. Câu cá thì phải phải giật lên nhá. Rồi đấy. Giúp Zozo tìm lại chiếc giày trượt tuyết còn lại. Giày trượt tuyết à?
Thực ra là mình đã nhìn thấy cái giày trượt tuyết đấy. Cái này nó khá là giống cái giày trượt tuyết này. Cái này phải không? Đó. Có phải là như này không? Hay như này? Cái này ra có thể xoay được nhá. À đây, hình như nó phải như này. Thiếu cái gì đó à? Có vẻ là thiếu cái này. Mẹ, trông có giày trượt tuyết có vẻ sai thế nhở? biết ngay mà, chỉ là mình sắp xếp hơi sai thì thôi. Zoro, nghe như kiểu Zoro, hôm nay 16 tuổi, giúp cô ấy tìm quà sinh nhật. Nào, mở hộp. Ngày phía trên là của hôm qua. Có bí mật à? Ngày phía trên là của hôm qua. Tức là đây là ngày 15 tháng 8 năm 2019. Hôm nay 16 tuổi. Tức là hôm nay sẽ là ngày 16 tháng 8 năm 2019. Hôm nay là 16 tuổi. 16 tuổi tức là năm nay là 16 tuổi là sinh năm 2K3 đúng không? Vậy là cái mã này xem là 1608-2003. À không phải à? Đấy, mình lấy ngày sinh mà không phải. Nếu như theo cái tờ lịch này nhá, thì sẽ là năm trước, tháng sau và ngày. Vậy thì chúng ta sẽ thử là 2003. Chỉ là cái mình hơi phân vân là không biết là 2003 có phải là 16 tuổi hay không. Ừ, hình như là 16 tuổi đấy. 08, 16. Wow! Đấy, phải viết đúng theo lịch luôn. Chứ không phải là kiểu Việt Nam nhá. Kiểu Việt Nam chúng ta là ngày tháng năm, còn chúng nó là năm tháng ngày. Cũng buồn cười nhỉ. Hơi buồn cười vậy này. Giúp Mark Zuckerberg à? Ông chủ của Facebook mà lại bị ngồi nhốt ở căn phòng bí mật à? Căng quá. Cái này là cái gì đấy? Cái thanh này là cái gì đấy? Chúng ta có phải đập bóng đen đi không? Mở cửa ra. Rồi, hiểu luôn. Đừng đến làm gì. Bây giờ chúng ta sẽ chơi cái trò là nhử mồi anh em. Ui, thật sự đấy chứ. Rồi ok, mình kích khá là nhanh rồi. Bây giờ con đi đi vào là mình out được ngay này. Ôi hồi. được đấy. Nói chung ấy, bây giờ là mình phải tắt cái đèn đi này. Mình đang rất là muốn tắt cái đèn đấy. Bây giờ tắt cái đèn đi rồi thì đến cụ tổ này cũng không thể nào làm gì được mình nhá. Úi dồi ôi. Thực ra là mình đã nghĩ ra cái cách tắt đèn rồi, nhưng mà tự nhiên lại tò mò cách mà kiểu ú à ấy của cảnh sát phải không? Bác giới bị yêu quái bắt đi rồi, mau cứu anh ta. Bắt đi cái mẹ liên quan đến ta. Mình lấy được mấy cái chân ghế này ra. Anh em có thấy cái ghế này trông nó rất là bất thường không? Cái ghế này nhá, hai cái đầu của nó cũng bị chặn như này này, khá là giống với kiểu cái gậy như ý ấy. Bực vãi loè anh em. Cái gì đấy? Di chuyển đội à, vòng kim cô của đấy này. Hóa ra là phải đội vào. Trời đụng. Anh ơi, gậy của anh đây. Chết mẹ đi. Và vẩn. Dám bắt gọi là em trai thân yêu của mình không? Tìm ra có thể tương ứng à? Rồi bây giờ là chuyên mục click bừa. Kiểu gì chứ? Chút. Chỉ cần anh em kích cho nó sát vào một tí là được. Kích vào những cái chỗ nó thâm cùng hiểm độc là kiểu gì nó sẽ ra mấy cái thứ giống nhau thôi. Bông hoa trông quen lắm. Mình sẽ tìm những cái chỗ có hình bông hoa. Ôi rồi rồi. Easy. Hái trái cây. Chặt cây đây. À, dùng cây. Dùng cây thì cây sẽ rơi xuống. À, quả sẽ rơi xuống đúng không? À, có vẻ là không đúng rồi. Tình hình này chưa click được vào cái gì cả. Rồi ok. Cái này câu chuyện lại đơn giản rồi. Sao mấy câu này cảm giác dễ nhỉ? Hãy thiết lập phương trình. Bây giờ là cộng vào là 30 à? Khó ghê ta. 9 cộng 1 bằng 10. Làm cái gì cộng vào bằng 20 được nhỉ? Trong ba con số đây thì chắc
chắn không số nào cộng được 3 số nào cộng được vào thành 30 đâu. Mình đoán là như vậy. 20 này phải cộng 10 đúng không? 7 3 10 phải cộng thêm 20 nữa. Hoặc là 20 đây phải cộng thêm 10. Tức là ba cái số đây sẽ không thể có được. Thế nên là chúng ta sẽ phải từ rồi nhá, để thử xem có xoay được cái nào thành dấu nhân hay là cái gì không. Mình nghĩ là chúng ta sẽ có thể xoay được thành số nhân hay cái gì đó đấy. Hoặc là số 0 hay là cái ô nào đó chẳng hạn. À, các số đây nó sẽ biến mất à? Level 150 rồi, khá là nhanh. Mình đoán là chúng ta sẽ có thể tìm ra được cái gì đó. Một là mình có thể xoay dấu cộng thành dấu nhân. Hai là lại giống như cái bài lần trước, chúng ta có thể xoay được số 3 thành số 8. Để xem chúng ta có thể xoay được số 3 thành số 8 hay không. À, chúng ta không xoay được số 3 thành số 8, nhưng chúng ta có thể xoay số 3 thành số 6 được. À, số 9 thành số 6. Ok, vậy thì chúng ta bây giờ là câu chuyện lại có vẻ là khả thi hơn tí. À, 6 cộng 11 cộng 13. 13 cộng 11. Thế mà mình cũng không nhìn ra được nhỉ? Đúng là học toán kém thật sự luôn. Cửa sau. Tìm bóng bàn. Bắt đầu. Ok. Đấy. À, tìm 3 lần cả. Ok. Vãi loèn. Bây giờ chúng ta ấy biết ngay mà x10 là không thể là chơi được. Lại xoay về x1 nhá. Chậm thôi. Ok, câu này easy. Cửa sau. Ê, nhưng mà tự nhiên mình lại muốn thử thách bản thân. Nếu cái level x10 thì sao? Mà thôi, hóa đảo đã tính. Level 152. Bỏ cái nào đây anh em ơi. Bỏ cái nào đây, bỏ cái này đi sao? Cái gì đấy? À, buộc vào được với nhau à? Tham thật sự. Bà cụ có 7 người con trai. Mỗi người con trai có một em gái. Hỏi bà cụ có tổng cộng mấy người con. Câu này dễ đấy, câu này dễ mà. Câu này ai chả biết đúng không? Em gái sẽ là em út. Vậy tức là cô ấy sẽ có 7 người trai. Vậy thôi. Làm thế nào để bắt kẻ... Chưa làm gì mà ấn sai rồi. Làm thế nào để bắt kẻ trộm đây? Chết mẹ đây. Chết mẹ đây. Ngã xuống đất đây. Ngã xuống đây đây. Vấp bia đá đây. Không biết là mình có thể làm cách nào để cho anh cảnh sát chạy nhanh được không? Anh cảnh sát hèn vãi. Cây rất to nha, cây rất to. À đây có cái xẻng này. À đây, đấy, tiến sư mày. Từ từ nhé, có cái xẻng này để làm cái gì? Hay cái xẻng này đưa cho cảnh sát? Rõ ràng là tìm thấy cái xẻng mà. Cái xẻng này để làm cái gì nhỉ? Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? What the fuck? Chắc chắn là cái xẻng nó sẽ phải đào cái gì đấy nhưng mà chú nghĩ ra. À đây, thế thì phải lắp. Ok. Tìm ra luôn. Đào hố, lấp cày lên thì con đũi ngựa chạy qua nó tụt xuống đúng không? Ui xời. Thông minh thế nhở. Quả tìm được cái xẻng là cảm giác là đã qua được bài này rồi. Nhưng mà chỉ đơn giản là chúng ta sẽ phải đào cái gì đấy. Hoặc là mình lúc đầu là mình định đưa cho thằng cảnh sát để nó đập. Nó đập chết thằng trộm luôn. Nhưng chúng ta sẽ phải có bẫy các em ạ. Cứu vật chứng. Ui thằng tôi chết mẹ rồi. Đây lật cược lại là em sẽ không làm sao nhá. Ui. Này phản vật lý thế. Hay là, à rồi, chúng ta có thể là bỏ bớt cái này ra. Không phải rồi. Khó đấy. Từ từ nhá, để mình zoom ra zoom. À đấy, mình vừa làm gì đấy? Mình vừa định zoom ra zoom vào xong mà nó qua được bà luôn này. Đeo hiểu. Giúp chó chiến thắng. Giữ cái này lại. Uầy, khó thế. Hả? À, mình lấy. Ơ, à, từ nhá, vừa nãy mình lấy được con thỏ xuống luôn. Ơ, à, nhưng mà mình cũng lấy được con chó. À, đổi chỗ với nhau à? Rồi. Rồi rồi, ok. Bây giờ trong cuộc thi nhá, chúng ta còn có thêm một thể loại gian lận nữa là ăn cướp, người ta gọi là dụng cụ thi đấu của đối phương.
hay quá. Làm cây kem, làm cây kem, lấy kem, gạt, gạt. Ai phải cắm điện đúng không? Mày biết tao mày chết cái tao nhá. Rồi đấy, này này, một ngón không thể di chuyển được mà phải hai ngón zoom ra zoom vào kiểu như này. Tôi biết mà. Đấy, đấy, mình biết ngay con game này nó lừa lắm anh em ạ. Bây giờ nhá, chúng ta phải dùng hai ngón để di chuyển. Có thể là mai sau chúng ta sẽ phải dùng ba ngón để di chuyển. Thổi tắt hai cây, giờ còn bao nhiêu cây lên? Thổi tắt hai cây, giờ còn bao nhiêu cây? Có thể là sau khi mà đã thổi rồi chỉ còn từng này. Vậy chúng ta còn là 10 cây. Không phải. Chắc chắn 8, không phải, nó không thể đơn giản như được. Nó cần cu... À, từ từ nhá. Lại chơi trò zoom này, zoom ra zoom vào này. Từ từ nhá, để mình thử cần cù bố thông minh xem được không. Có vẻ tự nhiên lại hơi bị ngu. À ừ nhờ cần cù bố thông minh đúng là có ra đáp án, nhưng mà ừ nhờ, tại sao mình không nghĩ ra nhờ. Có 10 cây nến, thổi tắt 2 cây thì 8 cây còn lại nó sẽ bị nó bị cháy hết đúng không, và chúng ta sẽ còn 2 cây. Ừ nhờ. Ôi, câu này mình có thể tư duy được mà. Trời, ngu quá. Thật sự là cái gì đấy, chưa kịp làm gì. Bảo vệ tên lửa giữ nguyên 15 giây. Đây, giữ nguyên 15 giây. Yên tâm, mình nghĩ là trò này mình có thể chơi được. Ai ơi, từ từ nhá, để mình zoom xem cái này có bé đã được không. Ai ơi, ơi khó thế nhở. Thế giả sử mà mình giữ được thật thì sao? Khó nha, để cho một góc. Ai ơi, uầy khó lắm nghe. Mình nghĩ là mình sẽ không thể bảo vệ được 15 giây đâu. Từ nhá, để ấn vào cái này hỏi thế nào. Di chuyển bảo vệ trên tên lửa. Vâng, chúng ta có vòng tròn bảo vệ rồi, thật là bá đạo. Ok, lần này thì mình đã phải sử dụng một cái người ta gọi là chìa khóa ấy các em ạ. Câu này khá là khoai. Từ nãy giờ mình cứ ngồi kiểu thử để bảo vệ xem 15 giây được thật hay không thì kiểu hơi khó. Level 160, tìm con ruồi. Muốn tìm cái con ruồi thì con ruồi không có đây rồi. Con ruồi ở đâu vậy? Hay là trong con mèo này? Mình nghĩ là mình sẽ phải kiếm cái gì đó để zoom được lên anh em ạ. Tìm con ruồi. Câu trước thì đập con ruồi, bàn này lại là tìm con ruồi. Ôi trời ơi, bực thật sự anh em ạ. Giả sử nhưng mà có cái kính ở đây có phải ngon không? Cái gì đấy? Mình vừa lấy được cái gì đấy? Rõ ràng mình vừa lấy được cái gì mà đúng không? Lấy đâu nhỉ? Hình như ở con chó đúng không? Cái mắt nó à? Cái mắt nó thật này. Ở cái mắt nó có gì đây? Cái kính à đúng không? Con đi chó đeo kính nhá. Thế thì mình sẽ đeo cho con bé này đúng không? Hóa ra là con bé này nó bị cận anh em ạ. Mà tại sao cận lại đeo kính cho con chó để làm gì? What the... Để con chó có thể nhìn được những thằng ăn trộm bằng exciter rõ nét hơn, để có thể phòng tránh đúng không? Đây, khổ lắm. Ok được rồi, thì chắc là video này thì mình sẽ kết thúc đây. Dự định là hôm nay là phá đảo, nhưng mà do là video hơi dài rồi, thế nên là tạm dừng. Tập sau hứa là phá đảo thật. Ok, được rồi thì đừng quên là nhấn like cho video nếu mình thấy thích con game này, và đăng ký kênh của hộ mình nhá. Bây giờ thì bye bye, hẹn anh em tập sau. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.